Xin chào cả nhà đã trở lại với xe đầu kéo Vlog. Sau khi mà hợp long xong cây cầu thì chắc hẳn rằng cả nhà cũng sẽ rất là muốn xem về cái quá trình mà thi công tiếp theo sẽ còn làm những cái hạng mục gì. Thì hôm nay Tú lại tiếp tục chia sẻ đến cả nhà về những cái hạng mục mà sẽ phải hoàn thiện tiếp theo ở cầu Bà Nọ. Chiều nay thì tiếp tục đổ bê tông ở hai cái mố cầu hai bên, mâm đỡ hai bên. Cái này tí nữa các bác nói chị em ấy xuống suối truyền nước để rửa sạch cái bề mặt nhé, mình đổ cho nó sạch nhé. À, đang kê lên cho nó bằng à? Thằng bằng cân này. Đó. Đang cân. Cho nó bằng phẳng đó. Bởi vì nó còn nghiêng đi. Đúng rồi. Nghiêng bên đây này, kê bên này lên. Chiều nay là các bác đang hàn cái mặt cầu. Đây là còn một loạt u này nữa là sẽ hàn ở mặt cầu này, tăng thêm cái độ gánh. Bây giờ thì Tú sẽ đi sang bên đó rồi chia sẻ đến cả nhà. Cái này có bắn có lên không anh? À, lên à, lên à. Bê, kê cái gì vào? Kê này, chắc này, có ai đi xuất này. Đợi, đợi, đợi bà con lên nữa, cho đông 4 người bắn lên. Cứ bình tĩnh. Nhưng mà nhớ bảo bà con múc nước anh nhá, rửa sạch cái bề mặt nhá. Cho nó bám xi măng này. Lấy về xong rửa sạch đi xong là mới đủ. Vâng. Nó mới chắc chắn. Xi bẩn không, cái đông bẩn không được. Đúng rồi. Làm cho mình mà. Bây giờ đẹp rồi. Còn mấy ngày nữa thì... Mấy hôm đầu Tú thấy mưa là rất là lo lắng vì sợ là nước lên cao cái là chia cắt cái dòng suối này. Mình sẽ không sang bờ bên kia để mà làm việc được. Nhưng mà hôm nay thì khi mà hợp long xong rồi thì bây giờ không lo nữa. Có thể bám trên cây cầu để đi như cầu khỉ. Thì đã đi từ bên này sang bên kia được rồi. Bà con chỉ lội suối mấy hôm nữa thôi. Bây giờ thì các chị đang vác ván qua để chiều nay ốp vào kia đổ bê tông. Những phần quan trọng thì mình đã đồng hành làm rồi, còn cái phần còn lại đây thì để cho bên thôn, xóm tự bảo nhau làm thôi. Tớ sẽ không phải vất vả như mấy hôm đầu mà phải đứng chỉ từ cái việc nhỏ nữa. Bây giờ gần xong rồi thì bắt đầu là các bác ấy cũng thông thạo việc. À, cây là ốp vào như này luôn à. Đấy. Như thế này thì nó lại tăng thêm một cái lần mà gánh lên nữa rồi. Hay thật. Đây là Tú đã đi được trên này, trên cái bề mặt mà úp này rồi. Cái mặt này trong đấy là để như thế này, còn cái dưới này thì úp hay là vẫn dựng như thế bác? Dựng hết à? Nó lại tăng thêm cái độ chịu lực nữa nhỉ? Hay nhỉ? Thiết kế. Thiết kế hay quá nhỉ?
Tức là trong quá trình làm là bác Ba cũng cải thiện dần 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 những cái thiết kế đấy à? Ít tốn kém nhất. Nhưng mà ngay kể cả những cái thép này là nó cũng có cái công dụng tăng cái độ gánh, tăng độ cứng của cầu. Sau đó bắt đầu từ cái này mình mới hàn cái mặt sắt lên kia đúng không ạ? Trên này là một cây V ốp lên đây. Dây thép dây sắt buộc ấy ạ. Nhấc cao lên, đầu đấy nhấc cao lên. Cái kia bị lật rồi. Buộc lên cây V luôn đấy. Buộc lên cái cây V này đấy. Đấy. Hạ xuống một tí. Ok. Đấy, đỡ vậy. Đúng rồi, gác chéo sang đấy đặt lên. Đi cẩn thận nhá. Khi xong mà chiều ra đây đứng hóng gió cũng được ấy nhỉ. Đẹp đấy nhỉ. Ngắm sông, ngắm suối này, hóng gió này. Đứng ấy, chụp ảnh check in đúng không? Con cháu trong bản ra đây chụp ảnh cưới ở cầu ấy. Giờ các bác ấy bắt đầu làm quen rồi chứ trước ngày đầu rồi. Các bác thợ phải đóng ngờ cốt pha đấy. Cái này ở trong miền Tây mình hàn cái mặt này mình gọi là cái gì hả bác Ba? Cái này này. Mặt sàn. Mỗi nơi gọi kiểu khác nhau ấy. Ở đây. Cái chỗ này là mình vẫn là cái cầu này mình hơi mở ra ngoài để đi lên đi xuống đấy đúng không? Cả hai bên. Vừa chống lắc luôn à? À. Chổi cái đó cũng hay nữa đấy. Chổi vâng. Cái nãy nữa đấy. Dạ. Bên kia cũng chổi luôn. Nữa bên bển này vậy ok rồi. Nãy nó có cái khúc dưới đó. Ừ. Cái này nếu mà trọng tải mà tính hết cái trọng tải cây cầu này mà cái phần sắt của mình ấy là khoảng bao nhiêu tấn nhỉ? 4 tấn mấy à? Cái phần sắt nhẹ mà. Như vừa bình thường nó gác dưới đất kia nó còn không lún rồi. Ở đây mình gác lên bê tông là nó chắc chắn rồi. Đấy như mấy hôm mình làm đấy, mình gác ở dưới này đây này. Nó còn có lún đâu. Bây giờ mình kiếm thẳng xe Honda mà hai người cắt vào đây quá vẫn luôn. Được phải không? Công này tiếp đấy. Mà mấy ngàm bê tông hết trơn, ngàm vừa nãy giờ tôi nói đó. Vâng. Mất, kiên cố rồi đâu thử khánh thành để cho em... khoảng bao nhiêu xe Honda đi lên? Nó bên hết luôn. Lối hết à? 20 xe à? Không biết luôn. Thôi mỗi bên mỗi hàng là 10 xe đúng không? Ừ. Là 20 xe. 20 xe là 2 tấn đấy. Nhập khỏe mà. 20 xe là 2 tấn đấy. Vâng, chạy được đấy. Anh càng anh mang cái cầu có 50 triệu vốn mà 24 thước mà lại xe 5 tấn chạy mà. À thế à? Liều tới cỡ đó mà. Nhưng mà đây nó chiều dài mình mình muốn đảm bảo an toàn thôi. Đúng rồi. An toàn là tuyệt đối rồi đấy. Nhìn thế này quá chắc rồi. Em tính 50 triệu vốn mà em hiểu đi. Khiếp quá nhỉ. 24 thước à, mà thằng này mình tới 27 tuổi. Dạ. Mình khỏe anh chị lắm. Khỏe lắm. Nhìn thế này đã thấy là khỏe lắm rồi. Nếu chủ tịch huyện rồi mà nước nó sôi rồi ai uống được phải uống nha. Rồi, ai hay chủ tịch huyện mà quan tâm tí nữa thì ô tô của Anh Ngôn à? Ờ, đi chỗ rồi.
phải có chủ tịch huyện về đây mới được. Chứ không có chủ tịch huyện mà không cho con đi. Anh Ngôn muốn đi là anh Ngôn có điều chủ tịch. Anh Ngôn muốn đi là anh Ngôn phải bỏ 50 triệu vào đây. Đúng rồi. Phải có điều kiện. Em gài bê tông vô rồi á, cầu nó ít lắc lắm. Do bây giờ là nó đang ấy là mình sẽ đẩy, mình đi ấy, nó sẽ nhún, nó sẽ trượt một ấy ra ấy. Đang nằm ở trên các bạn, chưa có gì chứ. Được. Còn khi mình gài cái thông đi đừng lo, ở dưới cái nắp hồi nãy mà tôi nói đó. Vâng. Làm cái đó nữa. Chứ không phải là chứ bây giờ nó đi mình nhún xuống là giả sử như một bên này nó nhún là nó trượt một bên này này. Đấy. Chứ còn sau này nó cứng rồi là nó không có độ trượt nữa. Đấy, đã nhìn còn lại là mấy hôm nữa là hàn cái vỉ lên là coi như là dần hình thành rồi cái bề mặt rồi. Đấy, bây giờ là giống như kiểu đi cầu khỉ rồi. Chân mình đi bước lên cái U này, người tay mình bám đây là giống như đi cầu khỉ rồi. Bây giờ tạm thời là nếu chẳng may mà mưa rồi nước suối to là bà con có thể đi được. Không có phải lội suối nữa rồi. Nhưng mà tiếp theo bây giờ là hàn cái vỉ trên cầu ấy à, bác Nhàn. Hàn mặt trên này đây à. Đấy. Hàn bằng sắt 6. Ở trong miền Tây thì vật liệu dễ hơn thì còn làm bằng sắt tấm hoặc là giải cả nhựa lên được không ạ? Đúng rồi. Thế còn cái tôn, lót tôn. Lót tôn lên nó chảy nhựa. Còn ở đây thì không có tôn rồi nhựa không có. Tôn rồi nhựa không có thì mình ở đây mình làm sắt phi 12 hàn vỉ. Vâng, hàn vỉ. Hàn vỉ sắt phi 12. Cái sắt này là nó ưu điểm nó không bị trơn đúng không? Ừ. Nó có cái gân gân này này. Có gân gân không? Đây, đúng rồi. Rồi, ai giúp tôi phát máy nổ đi. Bên bờ thì cũng đã đổ bê tông xong rồi cả nhà. Và mặt cầu cũng đã dần dần là hoàn thiện. Bây giờ thì đang hàn những cái thanh thép phi 12 lên trên mặt cầu. Trước khi quay cho cả nhà xem là mặt cầu hàn thì như thế nào thì để hỏi ông chú, nhưng mà đêm qua ngủ có ai đến thăm chú không? Không có à? Không có rồi à? Hôm nọ mời thuốc xong mà không quay trở lại được. Đi trở lại nó đi đâu đi thôi. Qua này vì hôm kia bóng điện vỡ thôi. À. Điện sáng không biết gì. Điện sáng không sao à? Điện sáng không sao. Điện. Không có điện nó bị sợ. Không có điện là có người đấy à? Có điện nó ma nó phải đi à? À thế à? Nó mới bảo à? Thế là điện, chú vẫn sợ ma? Không sợ. Ma thì không sợ. Thế à? Thế mất điện thì có sợ không? Mất điện thì không sợ đâu. Để tí cháu đưa cho cái đèn năng lượng mặt trời ở trên xe có ấy, mất điện thì chiếu ra cháu sang cháu lấy. Đây là mặt cầu ở trên. Đấy, hàn khá là nhanh mà chắc là hôm nay chỉ hàn để đính lên trên này, rồi bắt đầu ngày mai mới hàn thêm một lượt các mối hàn ở trên nữa, hoàn thiện sau cả nhà. Bây giờ giải trước để thuận lợi cho cái vấn đề là di chuyển đi lại. Cán bộ xóm hả? Đẹp chưa cán bộ xóm? Quá đẹp rồi, ok. Đấy, chuẩn bị nhà có gà có lợn thì mang ra cả bản ăn chứ. Vâng. À, con góp nhỉ? Vâng. Bảo bà con mấy nhà bây giờ có bao nhiêu nhà không đi hả anh? Bữa giờ cầu á? Làm cầu ấy, bữa giờ có bao nhiêu nhà? Thì đi một coi như là một vòng trước là đi hết rồi, hôm nay là coi như là vòng 2 là được, ngày thứ 2 rồi. À đấy à? Nhưng mà có những người mà không đi làm nay đã đi làm lại chưa? Có đi rồi, có một còn 2 hộ chưa đi. À, vẫn có 2 hộ chưa đi chứ nghe nói đóng 200.000 mới được đi cầu là đi hết đúng không? Nó bảo là đi bán hàng ở ngoài rồi chưa về, mai mới về làm. Không có nữa thì hôm sau cứ góp một con gà. Vâng, đúng rồi. Mỗi hộ nào không đi làm là thiếu ngày công, cứ chấm công một con gà một ngày công. Đúng rồi. Không đóng tiền nữa. Vâng. Được không? Vâng. Để mình liên hoan. Vâng. Gần xong đến nơi rồi.
Em bảo này còn nhiều việc lắm, còn lau chùi thành cầu này, múc nước lên truyền nhau lên để lau chùi sạch thành cầu để sơn. Vẫn còn có người mai có nhu cầu lấy bao nhiêu thì vẫn là hoạt động mà. Cứ có gì ạ? Quần áo cũ thì mang ra để mình lau chùi nhá. Bây giờ em phải sang kiểm tra lại xem các anh đổ bê tông ở bên nào này. Phải là hoàn thiện hết mặt cầu với sơn ở bên này à bác ba? Mình hàng nữa cái cầu là hàng hoàn thiện luôn. À. Cho bà con ta tiếp mình lại gai hoài thú cho ngưng. Vâng. Lửa cây thôi. Là lửa bà cây bà cầu. Khỏi khách hàng, khỏi cái món hàng đó. Vâng, vâng. Sơn dần. Để sang nói. Đấy, mấy hôm nay như thời tiết hôm nay là đẹp này. Sơn tốt này. Là mình mới đổ thêm bê tông để đỡ vào cầu như thế này. Nó sẽ là chống trượt ra ngoài. Cái cây cầu này quý vị hình dung là khi mình đi nếu mà tải nặng nó sẽ đẩy ra hai bên. Đấy, chưa xong hết, là sau này xong thì Tú sẽ cho làm lại cái mặt bằng này, đổ thêm ra đây một chút nữa nó sạch sẽ để bà con đi là sẽ không có tha đất lên cầu. Mình nhỏ đang phải vất vả đi qua suối đây. Đấy, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là bà con sẽ có cây cầu ở đi rồi. Sẽ không phải cảnh đi xe máy ra suối lội như thế này nữa. Phải tay lái cứng ấy. Sao chưa dám lội à em? Không dám lội à? Sao không dám lội đi? Sao chưa dám lội nước đi? Sẽ qua bình thường mà. Đi đi. Nước thấp mà. Nhà ở bản Ỏ đây hay ở đâu? Nhà ở bản nào? À đây, đi đến đây chơi à? Mẹ con cõng nhau qua suối à? Mấy ngày nữa xong cầu rồi lại quay lại chơi nhá. Giờ Tú lại đây để đưa cho chú cái cây đèn. Để có mất điện thì chú có đèn để soi. Các bác thợ hôm nay nghỉ à? Chẳng bị nghỉ à? Đang ngắm nhìn sản phẩm của mình dưới dòng suối. Mỗi người có một niềm vui riêng cả nhà. Tú thì hoàn thiện được bà con đi thì mình cũng thấy mừng. Số tiền của nhà hảo tâm trao gửi thì đã sử dụng một cách mà được đúng nghĩa, tốt đẹp và tiết kiệm cho nhà hảo tâm. Sau này cây cầu này nó không có sợ lũ quét nữa. Không có sợ mất cái chân ở dưới nữa, thế nên là bây giờ mình nhìn đây. Không, anh không uống. Không uống bia đâu. Thì không có phải dùng trụ cho nên là mình sẽ không có bị lũ quét mà mất cầu được. Đấy. Còn bên này thì cái bờ này chính là cái bờ mà bồi rồi. Đấy. Còn bên kia thì nằm ở trên tảng đá này. Cả nhà thấy nằm trên tảng đá đấy. Sẽ không lo đến cái vấn đề là bị mất cầu đâu. Chỉ trừ lũ mà quá cao thôi. Cao hơn lịch sử. Chứ đây đã cao hơn đỉnh lũ năm ngoái là đến, năm vừa rồi đây là đến 2 mét rồi. Đây chú ơi. Cái này cho mượn nhá. Để rồi, đây này, trên này là bật này. Trên này có nút bật này. Bật này là sáng này. Đấy, bật hai lần là sáng như này. Bật như này này. Đấy, mà thấy ai đi mà uống rượu ấy là bật cái đèn này nhá. Đấy, bật cái đèn này này. Cho tối người ta thấy say rượu lảo đảo là bật cái đèn đấy nhá. Đây. Đấy, chống say rượu. Rồi. À. Rồi, tắt đi nhá, tắt đi.
Rồi, đấy, bà con là cuối buổi đang liên hoan này, nước ngọt này, bia này. Vừa rồi thì thắp hương có lương khô các thứ này. Mấy hôm nay là ngày nào cũng có bánh ăn nhỉ. Vâng, bà uống bia à? Vâng. À, bà uống nước ngọt à? Tưởng bà uống bia. Cháu cũng ăn miếng lương khô thôi để đi về đây. Cháu đi về chỗ ngủ. Vâng. 4 hôm sau nó là xong. Chưa anh ơi, tuần nữa. Phải sơn giết các thứ về mấy ngày tới, phải nhớ tuyển mấy thanh niên trẻ đẹp trai này đến để biết sơn đấy. Cho thợ đỡ vất vả thì nhanh hơn, đúng không? Cố gắng tuyển thêm những thanh niên nhé. Vâng. Cần lấy khoảng bao nhiêu người đấy nhỉ? Vẫn chục người. Làm lặt vặt còn lau còn sơn nữa. À, có nhà mai nhớ dặn chịu khó khoảng mấy người đàn ông để sơn đấy. Vì quan trọng là cả sơn nữa đấy. Ngày mai rửa qua thì bắt đầu vừa làm vừa sơn dần đấy. Chứ không ngoài trời mà mưa là không sơn được là hoàn thiện chậm, là bà con lại vất vả. Thôi nhá, chào bà con nhá. Em đi về trước nhá. Cháu về trước nhá. Cháu về nghỉ đấy, hôm nay về nghỉ sớm tí. Đâu xem mà bây giờ mấy giờ nào. Ôi, cũng là hôm nay được nghỉ sớm ấy, 5 giờ là được nghỉ rồi. Mọi hôm toàn là 5 rưỡi thôi. Bà uống thêm cốc bia nữa. Bà ăn kẹo đi bà. Rót cho bà cốc bia nữa em. Bà đi đâu về à? Bà có uống được nhiều rượu không? Bình thường bà uống được bao nhiêu chén rượu? Được có được hàng lít. Có được lít không bà? Có được một lít không? Một lít là chưa say mà nó. Có được không? Không được đâu. Uống cả ngày được đấy. Uống cả ngày được á? Chắc là một lít hai lít. À, cả ngày 1 đến 2 lít luôn à? Hay dạ. Thôi nha bà con ngồi ăn nhá, con đi về đây. Chào bà nhá. À, chở gì về đấy chị? Chị đi thị trấn. Thị trấn về cơ à? Xa thế à? Có vịt quay à? Ôi ngon thế, hôm nọ không biết nhờ mua. Hay bán lại cho em. Hay bán lại. Quên đúng không, mua con vịt giá. Có gửi về được không? Có gửi về được không? Xe buýt á. Gửi xe buýt á. Thế là để nhờ mai mua em một con cái. Cho các bác thợ ăn cái. Trưa mai có được không? Trưa mai. Đúng rồi. Và một con. Tú gửi về để em mời các bác thợ ăn. Quên tính mời bác ba ăn mà bây giờ. Lúc đấy cứ nghĩ là để mời bác ba ăn nhưng mà bác ba chuẩn bị về rồi. Bác ba lại ăn chay trường. Sau đây thì Tú cũng xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn tới quý vị khán giả đã luôn luôn theo dõi, để lại những bình luận tích cực trên kênh và động viên Tú và những nhà hảo tâm đã luôn luôn tin tưởng đồng hành. Cảm ơn tới quý vị rất là nhiều. Tạm biệt cả nhà nhé.